Xin chân thành cảm ơn tất cả các bác, cô chú, anh chị và các bạn. Dạ. Và bây giờ để đổi nhiệt, cho phép Phượng Dâu hát một bài rất nhẹ nhàng, tình cảm, ca khúc Lại Nhớ Người Yêu. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Đây là một trong những nhạc phẩm rất nổi tiếng của nhạc sĩ Giao Tiên. Bài hát này sau 43 năm mới được nổi tiếng trở lại. Một nhạc phẩm về tình yêu rất là đẹp, rất là hay. Khi yêu nhau thì có khi vừa gặp buổi sáng, nhưng buổi chiều đã nhớ rồi.
vị rất là nhiều. Và một nhạc phẩm bài này xin được hát với Beat. Vâng, một nhạc phẩm mà quý vị yêu mến Vượng Dâu cách đây hơn chục năm rồi mà không có trên karaoke hay là trên những trang mạng để có những cái beat này. Xin gửi tặng cho quý vị một nhạc phẩm rất hay, bài hát Thuyền Hoa, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Ngày hôm nay Vượng Dâu về đây thấy tất cả quý vị, có cả các cụ ông, cụ bà, các bác, các cô chú, anh chị đông đủ ở đây. Ai cũng tươi tỉnh, ai cũng hạnh phúc và ai cũng xinh đẹp. Mọi người ở dưới thì rất là tươi, rất vui và rất là yêu những anh chị em nghệ sĩ, từ ca sĩ Thắng Lợi cho đến nghệ sĩ Thu Thanh Thanh Hiền, rồi đến Vượng Dâu ra, rồi các em bạn trẻ nữa. Cho nên Vượng Dâu cảm thấy rất là cảm ơn và cũng rất là hạnh phúc rất nhiều. Chúc cho quý vị luôn luôn bình an, mạnh khỏe và nhà nào lộc đấy, phúc đẳng hà sa, đi tươi về tốt, mua chín bán 10, xanh như lá, đẹp như hoa. Nếu có thể cho nhạc to một chút nữa. Thuyền em đi trên sông trăng sáng, cưới nhau về ta rất hội vui. Trên sông dài thuyền hoa sang, bao cô nàng miệng cười xinh xắn. Thuyền em trôi vào ánh sáng, ánh sáng hồng tươi như đèn hoa, phơi áo màu xanh. Quê ta hôm nay vui quá, rước em về trên.
Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị một lát nữa nếu còn thời gian, Vượng Dâu sẽ trở lại. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Vâng, xin được cảm ơn phần biểu diễn của danh hài Vượng Dâu. Kính thưa quý vị, thay mặt nhà gái xin được hân hoan chào đón sự có mặt của nhà trai chú rể Vũ Nguyễn cũng đã đến và chung vui cùng nhà gái của cô dâu Như Phùng. Và xin kính mời quý vị chúng ta hãy cùng hướng ra cửa chính khán phòng để xem màn pháo hoa chào đón nhà trai, cũng là để chúc mừng cho bữa tiệc ngày hôm nay. Thanh Thanh Hiền rất muốn nghe tiếng pháo tay của quý vị dành cho chương trình ạ. Dạ, cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn và xin được hát một bài hát để tặng cho tất cả các vị khách quý trong cái ngày rất vui của gia đình hôm nay. Mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Sơn Hoàng Trang, Tơ Duyên. Xin kính chúc tất cả quý vị hạnh phúc cùng với gia đình thật vui ạ. Trời thương.
thương cho anh vui sông bên tiền nga ôi cao đẹp hay tấm lòng thủy chung anh cho em bao ước mơ biển trời ta bên nhau vui đắm say cuộc đời em thấy lòng sao xuyên đắm say em thấy càng yêu mê cho đời em là vợ hiền, anh sẽ là trông duyên. Đó là ước mơ thật là chính đáng, thật là cao đẹp của mỗi một lứa đôi. Khi đã đi đến cái kết luận cuối cùng của tình yêu, đó là phải đi đến hôn nhân. Và Thanh Thanh Hiền cùng chia vui với các em trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và trước khi chia tay với quý vị, Thanh Thanh Hiền muốn dành một món quà để gửi tặng quý vị. Nếu như quý vị nồng nàn đón nhận thì Hiền sẽ hát tặng quý vị một bài ca tân cổ. Bài này cũng rất phù hợp với mỗi một làng quê Việt Nam của chúng ta, đặc biệt với một vùng đất yêu văn hóa, yêu nghệ thuật như thế này. Xin được hát tặng các anh các chị, đặc biệt là những người bạn gái, những chị gái, các cô, các dì, các bà. Mong làm sao mọi người thật mạnh khỏe và sắc xuân thật là luôn hiện hữu trên gương mặt của quý vị. Bởi người phụ nữ Việt Nam, chỉ có người phụ nữ Việt Nam mới có một cái nét đẹp mà không ở đâu có được. Đó là gì ạ? Đó là giận thì giận mà thương thì thương. Cái điều này là chỉ có phụ nữ Việt Nam mình mới có thôi. Và bây giờ sẽ là một bài ca tân cổ có tựa đề Em yêu anh như yêu cầu ví dặm. Tình yêu em như sóng biển chiều dâng, đã trao anh dạt dào bao kỷ niệm. Như vầng trăng sáng tỏ giữa hơi xa, như hàng dương gió reo suốt bồn mùa. Em bờ cát trắng lòng âu lo khi mùa bão qua đây. Em yêu anh như yêu cầu vì rằng giận thì giận mà thương cũng thật. Ngoài khơi xa đang có gì đợi đông sóng gầm cao, em chờ anh thức tròn suốt cánh thâu như dòng sông lúc vơi rồi lại đây.
trùng khơi để em nhớ phập phồng những khi chân trời sáng đỏ ngọn đèn khuya mình em theo tỏ dằn dặc cánh dài chỉ đầy thêm nỗi nhớ điện tròn suốt cánh thâu như dòng sông lúc với rơi là ai đây anh yêu ơi thương anh nhiều lắm đó đừng đi xa như loài cá vất vả dần thế dần mà thương lại càng thương từ nơi thầm sâu biết bao điều muốn nói mà lúc gặp nhau cứ mừng tôi nghẹn lời thương anh nhiều nên em mới giận mà thôi chỉ có một mình anh trốn dầu có giận có hận thương lại càng thương. Xin cảm ơn quý vị. Xin được trân trọng gửi đến quý vị lời chào, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và xin được hát một bài hát để quý vị cùng hòa chung với không khí của ngày hôm nay. Tình cây và đất của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng. Cây thiếu đất, cây sống sống với chuyện trăm năm ân tình cây và đất, cây bám rễ sâu đất nôm chặt tận đây.
ôi đẹp lắm sao tình cây và đất đem đến môi sinh mạnh sống cho đời. Thành tâm cầu chúc một mùa xuân vĩnh hằng cho lứa đôi đẹp nhất của ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe tình khúc vừa rồi. Và bây giờ xin được hát tặng quý vị một bài hát nữa. Một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Giác ạ. Bài hát sẽ đưa chúng ta trở về với không gian của những thập niên 60. Rất lãng mạn, rất trữ tình. Quý vị, chúng ta cùng thưởng thức một nhạc phẩm được mang tên Mơ Hoa. Xin trân trọng kính gửi đến quý vị. Nhắn cô em đôi lời, lòng không lưu luyến.
Cảm ơn quý vị rất nhiều.